Hello, các bạn chào đón tất cả anh em quay trở lại với mình. Hôm chúng ta cùng khởi đầu game Net Television 2. Ok, phần 1 nào. Ok, bắt đầu vào game. Chúng ta đang ở chapter 2, Mission. Ok. Bạn thấy di chuyển ba con này nào, cái bố này nó vừa có khiên vừa cầm kiếm. Sang vào đoạn đầu lô ba nào. Ok, chọn là bị tăng level 10 nào. Oh.
Tao bị fail. Ok. Rồi, đây sang level tiếp theo. Ta sẽ dùng cái dung dịch này để pha để cho nó cái lấm bị mất đi. Ok, ta qua cửa rồi. Tiến đổ bê tông nào. Tiếp theo ta dùng con nhện nhá. Ok. Sau côn lạnh chúng ta sẽ phải mặc cả áo ấm ra. What? Vẫn fail các bạn ạ. Đổ bê tông. Tiếp theo là con nhện. Rồi, giờ mình sẽ cho nó chạy. Ok. Chúng ta sẽ làm cái tiếp theo nào. Nếu mà 10, sẽ sửa cho. Từ 4. Đâu, tàu đã cháy rồi. Chúng ta sử dụng con voi nhé. Ok. Con voi đã giúp chúng ta dập lửa.
Ok. Rồi, xem là vừa tiếp theo nào. Rồi, đấm dừa này. Ok. Đã có dừa uống để giải quyết cái nhu cầu khát nước. Con gấu. Rồi, đây là con gấu con ạ. Nào. Rồi, đấm dừa nào. Chúng ta đưa bánh xe cho nó nhé. Ok. Đây chúng ta gặp một con sói. Ok lửa. Oh chết, một cái giường. Rồi, đưa nó một cái túi để nó ăn. Rồi, chúng ta đã có một cái cây gậy thủy magic. Chỉ dấu ăn. Một cái cây này đi. Ok. Nó, con rắn nhiều đầu. Medusa. Rồi, cầm gương. Nó. Là chúng ta phải dùng đến cái mũ bảo hiểm của nào. Rồi, túi tiền nào. Ok, xong nữa. Ok, tiếp theo chúng ta đến với game SpongeBob. Sponge on the run. Ok, let's go. Yes! Head for my time machine, porous brain! Time to find that formula! Rồi, chúng ta được một cái mô hình bánh xong rồi. Đây nào. Rồi, nếu có đốc xe chúng ta không nên chọn bởi vì nó đi quá là chậm. Ok, một quả kem. Số nào. Rồi, tiếp theo mình sẽ ăn cái bánh này nha. Ok, 36. Có đường ra điểm 1500m thôi. Đây là map ở bãi biển các bạn. Ok. Dodging that. Ok, sẽ trái nào. When in doubt, pinky out. No. Victory.
things at a price. I think I'll just lay down here and take a nap. Okay, tiếp theo tao chuyển sang game là Tomato. Ok, ta mở cái đồ này nha. Tên trồn chúng ta tiêu diệt được rồi, mày vào cái cửa chúng ta. Internet.
Rồi, nhà mời tiếp theo nào. Rồi. Ba. Ok, chúng ta rút cái dây điện thoại ra. Ok, đổi sang chế độ tuần nhé. Sau đó ánh sáng qua nhà này. Thank you.
TV sau. Ok, vậy là video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Chào gặp lại tất cả mọi người em sau. Các bạn có tổng dõi thì cứ bọn.